Phát biểu tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về dự án luật giáo dục sửa đổi vào sáng 12 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt. Phó Thủ tướng khẳng định giáo dục luôn cần đổi mới và khi đổi mới sẽ có thử nghiệm, thực nghiệm. Tuy nhiên chính phủ chưa có chủ trương cải cách tiếng Việt ít nhất trong vài năm tới. Lãnh đạo chính phủ cho biết, việc tranh luận vừa qua về tài liệu tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục, Bộ Giáo dục đã có ý kiến đây chỉ là một phương pháp dạy học tiếng Việt, chủ yếu dạy cách phát âm cho trẻ mới đi học, chứ không phải đổi mới hay cải cách tiếng Việt. Cũng tại phiên họp, nhiều ý kiến khẳng định giáo dục có phạm vi ảnh hưởng lớn, tác động lâu dài tới đời sống, xã hội nên cần cẩn trọng khi quyết định thay đổi chính sách, nhất là liên quan đến bộ máy tổ chức, chương trình. Tuy nhiên, vì thiếu khuôn khổ pháp lý, hoạt động thí điểm trong giáo dục thời gian qua còn nhiều lúng túng. Một số chương trình thí điểm gây nhiều ý kiến trái chiều trong cử tri và dư luận xã hội từ thực tế này các đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định chính phủ trình ủy ban thường vụ trước khi quyết định thí điểm chính sách mới trong giáo dục mà việc áp dụng đại trà sẽ ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ học tập của công dân trong đó cần làm rõ nội dung về quy trình mục tiêu nguyên tắc đối tượng quy mô thời gian thực hiện thí điểm